đây là ba chiếc điện thoại mà hôm bữa shop đã review dưới vòi nước nha mọi người. Một số anh em vẫn chưa tin được cái khả năng kháng nước của ba đứa này. Thì hôm nay đây các bạn thấy gì không? Đây là một cái hồ nước ha. Hôm nay mình sẽ bỏ ba con này vô luôn để cho anh em thấy được rằng là máy của bên Sài Gòn Phone bán ra là có chống nước thật sự nha mọi người. Đây, máy vẫn còn đang hoạt động bình thường ha, thấy chưa? Đó, em này là Alcatel WB36, giá bán hiện tại giờ là 4.999.000 ha. Đó, bây giờ mình sẽ đi đây, đồng hồ bấm, bây giờ mình sẽ bấm nó. Thì máy chống nước hay không á, là phụ thuộc vào cái nắp đậy cao su này nè mọi người. Mọi người cứ đậy kính lại á là máy sẽ kháng được nước ha, không có vấn đề gì phải lo. Đây, Alcatel WB36, máy đang hoạt động bình thường đúng không? Đó, chưa, bây giờ trước khi ấy thì shop sẽ mở lo nó trước ha, cho các bạn nghe đâu đó mọi thứ đều ok hết ha. Này, test nhạc đi để khỏi bị đánh bản quyền nha mọi người. Đang hát bình thường ha, máy vẫn hoạt động bình thường ha. Ok, giờ mình sẽ vào đồng hồ, mình sẽ reset nó lại ha, đặt lại đi, đó, không không ha mọi người. Giờ mình bấm ok chưa, con này là Alcatel WB36 ha, giá bán hiện tại của Sài Gòn Phone là 4.999.000 nha mọi người. Đây, mình sẽ bỏ em nó vô đây. Rồi các bạn thấy em này là vô nước là không cảm ứng được nha mọi người. Đây, bỏ vô đây. Đây một em nữa, em này là Ulefone Amor 22, giá bán hiện tại là 5.490.000. Đó, Ulefone Amor 22, 5.490.000. Đây, và máy vẫn hoạt động bình thường đúng không? Giờ mình mở lo các bạn nghe thử ha, test lo đi. Đây, vẫn hoạt động bình thường ha mọi người, thấy không? Ok ha, em này là Amor 22, 5.490.000. Đây, mình sẽ bỏ vô nước luôn. Ok không? Tới em này, để các bạn nói là shop bán mà không dám ngâm nước em nó ha. Đây, tắt lò trước luôn. Tặng ngay một phiếu phong mai combo tươi khi mua hộp 7 cộng 1 tại kênh bán lẻ truyền thống trên toàn quốc. Để các bạn nói shop test máy kháng nước mà không uy tín ha. Giờ shop sẽ test cho uy tín luôn. Ok chưa? Em này là Ulefone Amor 16S nha mọi người, giá bán hiện tại là 4.790.000. Đó, Ulefone Amor 16S. Đây, đang mở nhạc đúng không? Rồi, tôi bỏ vô luôn. Ok chưa mọi người? Ba em ha. Đây, ba em nằm vô đây giống như nằm ở trong chỗ bán hải sản luôn ha. Đó,
Đây là thể theo yêu cầu tất cả các bạn, các anh chị em ở trên theo dõi trang TikTok của Sài Gòn Phone ha. Thì nói là mình shop không dám ngâm nước. Thì bây giờ shop sẽ ngâm nước cho các bạn coi luôn. Đây nó vẫn còn chạy tạch 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 đây. Thấy không? Đây là Amor 22. Giá bán hiện tại là 5.490.000 nha mọi người. Đây. Em này là Alcatel WB36. Giá bán hiện tại là 4.999.000. Còn em này là Ulefone Amor 16S. Giá bán hiện tại là 4.790.000. Đó, giờ shop đem đi ngâm nước cho mọi người coi. Để mọi người nói là shop không dám ngâm nước máy. Ngâm hết. Tại vì nó đâu có vô nước đâu mà mình sợ. Mình ngâm cho mọi người đều coi. Nha. Đó. Ok không mọi người? Đây. Amor 22. 5.490.000. Đó. Ok chưa? Để anh chị em không tin rằng máy này á là nó có thể là ngâm trong nước. Nhưng mà shop nói rồi, trong thực tế mình mua điện thoại về không phải là để đi đem đi ngâm nước nha mọi người. Cái này là shop test khả năng kháng nước của em, nói cho mọi người xem. Thì trong thực tế của mình giỏi lắm á, chỉ là đi mưa thôi nha. Mình không có nên lạm dụng cái vụ mà ngâm nước này hoài. Đó, tuy là máy kháng nước, chống nước nhưng mà mình cũng không có phải đem đi ngâm nước hoài. Tại mình mua điện thoại để xài chứ không phải mua điện thoại để ngâm nước ha. Ok chưa? Đây. Thấy chưa? Giờ mình vuốt nước ra thì nó mới cảm ứng được ha. Chứ không phải mà để gì mà nó cảm ứng được đâu. Mình vuốt nước ra. Mình vuốt nước ra vậy nè. Thì nó mới cảm ứng ha. Được chưa? Ok ha. Đây là Ulefone Amor 22. Giá bán hiện tại là 5.490.000. Đó cho mọi người thấy. Mình sẽ test nước tận tâm luôn. Để mọi người tin máy này kháng nước được. Đây tới em này. Em này là Ulefone Amor 16S. Giá bán hiện tại là 4.790.000. Ha. Đây mình sẽ vuốt cho nó cảm ứng cái đã. Tại vì khi mà nó ướt màn hình là nó không cảm ứng được. Đó. Để cho nó vuốt ra cái đã. Đây, tắt mình mở lên. Đó. Cho nó chạy lại ha. Ulefone Amor 16S. À nó mất kết nối rồi mọi người ơi. Mất kết nối rồi ha. Giờ mình kết nối lại ha. Chi nãy giờ chạy quay hoài. Đó. Nó đã mất kết nối. Giờ mình kết nối lại nó ha. Đó. Đây. Đó. Thấy không? Ok ha. Thì nước vô thì nó phải rè lo, nhưng mà mình thổi đó. Mình thổi nó vậy nè, rồi mình để đó khoảng 3-4 tiếng đồng hồ sau thì nó sẽ khô, thì nó sẽ hát lại bình thường. Thấy mọi người. Ok ha. Thấy chưa? Vẫn hoạt động bình thường ha. Đó, nước nó văng ra nè. Đó. Ok. Thấy em này. Em này chắc cũng bị mất kết nối rồi. Rồi bị mất kết nối rồi. Em này ngâm vô nước là sẽ bị mất kết nối. Giờ mình sẽ kết nối lại ha. Vô cài đặt internet. Cho nó kết nối lại. Đó. Nè, có kết nối rồi đúng không? Ok. Đây.
ok chưa? Còn ướt nhem như con chuột lột đó, nước nó vô nó làm ướt lo rồi, lo nó không có hắt giống như bình thường được. Mình chỉ cần thổi nó ra, đúng không? Rồi chờ nó khô là nó sẽ hát lại bình thường thôi. Test về uy tín vô mọi người. Đó, anh em ấy ha. Anh em coi rồi coi cho ý kiến gì không? Tự nhiên bấm trúng cái game mà. Ok ha. Em này là Alcatel W36 nha mọi người, giá bán hiện tại là 4.999.000. Đó. Ok. Con này là Amo 16S, giá bán hiện tại là 4.790.000. Con này là Amo 22, giá bán hiện tại là 5.490.000. Ok chưa? Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video clip test nước của Sài Gòn Phone nhé. Sài Gòn Phone xin kết thúc video clip tại đây. Nếu các bạn có muốn mua máy thì các bạn hãy vào TikTok của shop sẽ mua được các dòng máy này ha. Rồi ok. Xin cảm ơn và chào tạm biệt. Lúc nãy shop quên mở lại cái chỗ bấm giờ cho mọi người coi ha. Đây nó vẫn còn đang chạy đây. 10 phút đồng hồ. Đó, mình đã ngâm trong cái bể nước này ít nhất cũng hơn 5 phút nha mọi người. Đó. Rồi ok. Đây ba anh chàng shop mới vừa ngâm vào nước đây. Bây giờ nó đã lo của nó đã nghe đỡ rồi đây. Đó. Đây, em này là Amo 22, giá 5.490.000. Em này là Amo 16S, giá 4.790.000. Em này là Alcatel W36, giá 4.999.000. Đó, em này thì lo trở lại gần như nguyên vẹn rồi đúng không? Lo nghe chắc chắn rồi ha. Đó, tới em này Amo 16S đây. Nó còn hơi rè xíu ha. Đó. Nó khô lên là nó sẽ trở lại bình thường thôi, các bạn yên tâm. Hãng đã tính toán hết cho các bạn rồi. Nhưng mà mình đã nói rồi, đừng có lạm dụng nó quá, còn em này như thế nào? Đây. Em này thì vẫn còn chưa nghe lớn được. Vẫn còn nhỏ ha. Đó. Để chừng vài tiếng đồng hồ sau là em này nó sẽ trở lại bình thường. Còn hai em này là gần như bình thường rồi đây. Ok chưa? Đó. Để hôm thôi các bạn mới shop không dám test nước cho nó, không dám ngâm nước nó. Shop ngâm thoải mái luôn. Còn nếu như mà các bạn nào mà còn không tin nữa thì cứ đến đây, shop sẽ cho các bạn tự tay ngâm luôn. Ha. Nếu mà như các bạn xem video mà các bạn không tin nữa thì shop cho các bạn đến trải nghiệm trực tiếp luôn. Ok không? Đó, em này còn rè rè nè. Đúng không? Đó, chỉ cần 1-2 tiếng đồng hồ sau thôi là mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Rồi ok ha, đây là tình trạng ba em nói ha, vẫn còn sống nha mọi người. Đó. Chào các bạn đến với kênh OK 990, rất vui khi gặp lại các bạn. Ok. Có gì đâu, ba cái này máy của mình kháng nước mà, sợ gì ngâm nước tụi nó. Rồi ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của Sài Gòn Phone nha.